Mẹ Diễm My, tôi từng đến Tịnh thất Bồng lai van xin ông Lê Tùng Vân trả lại con gái. Thưa quý vị, sau khi khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm xảy ra ở Tịnh thất Bồng lai, hay còn gọi là Thiền An bên bờ vũ trụ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, người đứng đầu cơ sở này về ba tội danh, đó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân và tội loạn luân. Hiện tại ông Lê Tùng Vân đã bị bắt tạm giam và những thông tin xoay quanh vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm chú ý. Ngay sau đây mời quý vị cập nhật những tin tức mới nhất về Lê Tùng Vân và Thiền Am bên bờ vực thẳm. Mẹ Diễm My, tôi từng đến tịnh thất bồng lai van xin ông Lê Tùng Vân trả lại con gái. Trong cơn bệnh nặng gần như chết đi, tôi đã cầu nguyện Phật trời cho tôi có thể đứng lên lại. Tôi muốn đi tìm con, tôi sẽ đưa nó về với gia đình. Chị Mai nghẹn ngào ba mẹ của cô gái Diễm My sinh năm 1999, khẳng định sẽ trao 1 tỷ đồng dành cho ai tìm được con gái. Lần đầu tiên My rời khỏi gia đình là vào năm 2019, lần cuối cùng là giữa năm 2020. Hơn 2 năm qua, bà Mai chưa từng có một ngày bình yên. Đó là khoảng thời gian bà làm mọi cách để giữ con, tìm con, rồi mất con. Bà Mai không nhớ được hết mình đã khóc bao nhiêu lần, đã tuyệt vọng ra sao, đau khổ như thế nào. Và trong buổi trò chuyện này, những câu chuyện về quá khứ lẫn tương lai, về những ngày tháng hạnh phúc lẫn khổ đau cũng đã được bà lần đầu kể ra. Bà kể, tôi có hai đứa con, một trai, một gái. Nhiều đêm, tôi nằm vắt tay lên chán suy nghĩ có phải do tôi quá thương con, mọi chuyện mới đến nông nỗi này hay không. Diễm mì của tôi từng là một đứa trẻ rất ngoan. Tôi thương con đến mức chưa bao giờ cho chúng làm việc gì. Đi học về cứ lên lầu nghỉ ngơi, Tôi tự tay nấu cho con từng bữa cơm, mang đến phòng từng ly sinh tố. Nó xin ra ngoài làm phục vụ ở cửa hàng. Tôi không cho đi vì sợ nó cực nhọc. Diễm mì của tôi cũng được nhiều bạn trai để ý. Nhưng cháu biết mình sắp đi du học nên từ chối tất cả các mối quan hệ. mi từng nói với tôi, con không muốn ai buồn hết mẹ à. Quen nhau rồi, sau này con đi du học, mắc công lại giang dở, tội nghiệp người ta nữa. mi của tôi là vậy đó, nó rất biết nghĩ cho người khác. Hai chúng tôi đã chuẩn bị cho cháu một tương lai học hành tươi sáng. Trường đã chọn, vé máy bay đến Singapore đã được đặt, thủ tục đã chuẩn bị. Vậy mà có ngày, cánh cổng tương lai đó phải khép lại. Cuối năm 2019, My xin đi chùa ở Vũng Tàu và gặp Huyền Trân cùng với bà Cao Thị Cúc. Đây là bước ngoặt đánh dấu những năm tháng khổ đau của cả gia đình tôi về sau. Trước đó tôi từng nghĩ thế này, dù sao họ cũng là chùa, làm sao họ bắt con mình đi được. Rốt cuộc, Tôi vẫn mất con vào một nơi không phải là chùa chiền đó. Họ cướp mất diễm mi của tôi. Tóc con bé cạo chọc. Nó nói rằng con đã đi tu ở một nơi thật xa. Mẹ đừng tìm con nữa. Nhưng tôi là một người mẹ. Tôi cứ tìm mãi tìm hoài. Cuối cùng chúng tôi đến tịnh thất bồng lai. Thấy quần áo con bé mắc trên xào phơi đồ. Diễm mi từ 52kg xuống còn 43kg. ốm yếu, xanh sao, tinh thần không ổn định. Tôi tìm mọi cách để giành lấy con, khi hoàn nguyên, nhất nguyên livestream trên mạng nói rằng 50 tên côn đồ xông vào thiền am bên bờ vũ trụ. Nhiều người đã chỉ trích chúng tôi, nhưng thực tế trong 50 người tại đó, gia đình chúng tôi chỉ có 20 người, còn lại là người nhà của ông Lê Tùng Vân. Tôi từng đến thiền am bên bờ vũ trụ và van xin ông Lê Tùng Vân rằng, xin ông hãy trả con gái về cho tôi, tôi sẽ làm từ thiện cho ngôi chùa của ông. Tuy nhiên ông ấy từ chối, ông Lê Tùng Vân bảo không cần tiền, chỉ cần Diễm My ở lại đây, nó đã trên 18 tuổi rồi. Lúc đó tôi đã tự hỏi rằng, chỉ vì con bé trên 18 tuổi mà tôi phải mất con hay sao? Vào cuối năm 2019, chúng tôi đưa My về nhà từ trụ sở công an. Lúc đó con bé hoảng loạn lắm. Nó liên tục gào thét rằng người ta bắt cóc nó. Nó hét lớn, chúng tôi không phải là ba mẹ nó. Tôi đau khổ vô cùng. Về nhà, tôi lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi gọi bác sĩ tâm lý chữa trị cho nó. Dần dần con bé ổn định, khỏe mạnh hơn trước. Lúc ấy vợ chồng tôi mừng lắm, chuẩn bị cho cháu đi học trở lại, xây dựng lại cuộc đời. Vậy mà trong lúc tôi đưa Diễm My đến trường học, nó xin đi vệ sinh rồi thả tay tôi, chạy vụt đi trong đám đông. Tôi ngất xỉu ngay tại chỗ. Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con, ngày 11 tháng 6 năm 2020. Tôi đã đi tìm My khắp mọi nơi, người ta nói tìm thấy ở Bến Tre, vợ chồng tôi lặn lội đi xuống. Người ta nói ở chùa nọ, chúng tôi cũng đi xe đến nơi. Tôi và anh Thắng chưa bao giờ bỏ qua bất cứ thông tin nào để có thể tìm thấy con. Những anh em youtuber, thám tử tư, họ hàng, bạn bè xa gần đều đã vào cuộc tìm kiếm. Vì quá nhớ con, tôi bị rối loạn tiền đình. Không ăn uống được gì. Có lần tôi bị té cầu thang, phải vào nhập viện tại Bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Trong cơn bệnh nặng gần như tôi chết đi, tôi đã nguyện cầu trời Phật cho tôi có thể đứng lên lại. Tôi muốn đi tìm con, tôi sẽ đưa nó về với gia đình. Anh thắng chăm sóc tôi suốt thời gian đó, sức khỏe tôi cũng từ từ phục hồi trở lại. Đó có phải là Diễm Mi của tôi không?" Con bé nói, "Bắt tôi về để giam cầm tôi nữa hả? Tên tội phạm Võ Văn Thắng, ông ấy đã xâm phạm giam giữ tôi." Lúc nghe những lời nói này từ chính miệng con gái mình thốt ra, tôi như chết lặng. Tôi tự hỏi mình hàng trăm lần, đó có phải là Diễm Mi của tôi không? Nó có phải là con bé mà tôi nuôi nấng từ khi còn tấm bé cho đến lúc là cô sinh viên đại học không? Tại sao nó lại như vậy? Chúng tôi đau đớn vô cùng. Tôi biết có ai đó đã đứng sau lưng nó, dụ dỗ nó làm những điều này. Họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ dám kiện con bé nên muốn dồn chúng tôi vào đường cùng. Khi báo chí bắt đầu lên tiếng về những hoạt động phi pháp trục lợi từ thiện của ông Lê Tùng Vân, Diễm My đã gọi điện về cho chúng tôi. Nó hỏi ba nó rằng, có phải ông đã mua hết các báo đài rồi không? Nó cứ trách rằng chúng tôi đã đứng sau mọi thứ liên quan đến thiền am bên bờ vũ trụ. Vài ngày sau, đoạn video Diễm My tố cha ruột sàm sỡ được tung lên. Tôi khẳng định với trái tim người làm mẹ, không bao giờ có chuyện ba ruột My làm điều đó. Giáo hội Phật giáo, cơ quan chức năng điều tra đều đã tiến hành điều tra về sự việc này, đã có kết luận. Ngày xưa My từng nói với tôi, nó thích ngôi chùa này vì có các chú tiểu thi thách thức danh hài tài năng, sư thầy hát hay. Ngay từ lúc đó, một cảm giác không an toàn đã chạy dọc sống lưng tôi. Trước khi gặp nhóm người thiền am, con bé hiếm khi đi chùa, thỉnh thoảng cùng mẹ đi làm thiện nguyện. Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ, làm sao con bé có thể đảm bảo an toàn khi sống ở môi trường đó. Tôi cầu khẩn trời Phật hãy che chở cho diễm mi của tôi. Tôi cho mọi khổ đau xảy ra là nghiệp báo của mình, rồi từ từ nó sẽ được hóa giải mà thôi. Tính đến nay, chúng tôi đã có một năm rưỡi không gặp con. Hình hài con bé dở ra sao? Nó sống như thế nào? Có mệt không? Có hạnh phúc không? Có khổ đau không? Chỉ cần biết Mi còn trên đời này, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm con, bởi Diễm Mi là cả cuộc đời tôi. Về vấn đề Diễm Mi, tu sĩ Nhất Nguyên, đại diện Thiền Am bên bờ vũ trụ đã từng cho biết, lần cuối gặp Mi là vào ngày 24 tháng 10 năm 2019. Diễm Mi khi ấy đã 22 tuổi, bạn ấy hướng Phật nên đã vào khóa tu mùa hè, đã gặp được Huyền Chân. Hai đứa hợp nhau, thấy Thiền Am thoải mái thì đưa về đây tu, mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Nhưng gia đình Diễm My lại cứ tin rằng Thiền Am cho uống bùa mê. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, bố mẹ Diễm My kéo người xuống, lục tung từng phòng, từng gầm giường ké tủ để tìm người. Tất cả đều có clip ghi lại, nhưng có thấy Diễm My đâu. Tới tận bây giờ thì Diễm My đã cắt đứt liên lạc với Thiền Am, thậm chí đã để lại email nhưng không có phản hồi. Nhất Nguyên cho biết. Trong 3 năm qua, kể từ khi con gái bỏ nhà đi lần đầu tiên, bà Đoàn Thị Tuyết Mai đếm đã có tổng cộng 5 video được Diễm My đăng tải. Lần nào thấy con thông qua màn ảnh nhỏ, trái tim bà cũng như vỡ vụn. Trong một video được đăng tải vào năm 2020, bà thấy con gái hốc hát tiểu tụy ngồi xuống xin tiền ông Lê Tùng Vân cùng các đồ đệ. Bà cảm thấy vô cùng đau lòng. Gia đình tôi vốn kinh doanh, chúng tôi hoàn toàn có đủ điều kiện lo cho Diễm My từ miếng ăn cái mặc đến chuyện học hành tương lai khi nhìn nó bước đến cơ sở đó, ngồi xuống xin ông Lê Tùng Vân một ít tiền để tiếp tục sinh sống. Tôi đau lòng vô cùng. Nó xin 5 triệu, ông Vân đã đưa luôn 50 triệu. Có người mẹ nào thấy cảnh con mình như thế mà không xót xa. Lần nào coi video của con, tôi đều khóc muốn ngất xỉu. Khi con bé đăng đoạn video tố cáo cha ruột sàm sỡ, tôi ngỡ ngàng, đau lòng vô cùng. Nếu ai đã từng có con, họ sẽ hiểu nuôi được một đứa con gái từ nhỏ, khi nó còn tấm bé, đến khi nó lớn lên như thế nào tình cảm cha mẹ dành cho con làm sao có thể thay đổi được. Và Diễm My trong lòng chúng tôi không gì có thể thay thế được. Theo bà Mai, Diễm My còn có một người em trai sinh năm 2003. Từ khi chị bỏ nhà đi, chẳng có cuộc gọi nào đổ về, chẳng có lời hỏi thăm nào cất lên, cũng chẳng có ai cuốn quýt chơi đùa với cậu như trước nữa. Lúc chị My đi, thằng bé buồn lắm, bỏ học luôn. Vợ chồng tôi phải an ủi, động viên con dáng học. Năm nay cháu sẽ bước vào đại học, Mặt khác chúng tôi vẫn luôn tìm cháu ở mọi ngóc ngách của thành phố, ở các tỉnh thành. Chỉ cần nghe ở đâu có Diễm My là chúng tôi lại lên đường tìm con. Bà Mai nghẹn ngào. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đang tiếp tục lấy lời khai của cá nhân liên quan ở tỉnh Thất Bồng Lai để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo. Chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị ngay khi có thông tin mới nhất. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác từ kênh tin tức của chúng tôi.